vài hôm xa chính nơi ta từng có phút êm đềm trước ngày giông tố đến tìm. Đến khi nhận ra nên quý hơn những ngày tháng sống bên nhau thì mình muộn mất rồi. Giờ đây em có lẽ rất vui cùng em, cũng không quay trở lại. Dù sao thì anh cũng mong em được bình yên. Và xin lỗi vì chẳng đến chúc phúc cho em. Vì ngày hôm nay em cưới rồi, vụn vỡ vết thương đau mãi trong tim. Người đàn ông may mắn ấy từ nay đã có em. Chỉ muốn đến đây gặp em một lần để thấy em hạnh phúc thế nào rồi anh. Nhân trên đời là ngày chúng ta đã mãi xa rời, nợ duyên đến đây mình trả hết rồi. Ôi ai ta, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Không thể nào Đàm Vĩnh Hưng được. Giọng ca này không thể nào Vĩnh Hưng được. Giọng ca này rất là dày, giọng ca này nội lực khủng khiếp. Đầu này mới đi hát được có năm mình nội lực chứ. Trẻ lắm. Mới một năm thôi đó mà giờ ai cũng biết. Mới một năm. Ngày xưa là anh hát giọng rất là mềm, nhưng hôm nay đặc biệt hôm nay cứng. Biết ai không? Long Nhật. Không, giọng ca này là một giọng ca rất là thật sự nội lực, tại vì ghi giọng như thế rồi là phải nói thật sự hát rất hay, giọng rất khỏe. Ngay bây giờ chúng ta sẽ biết đây là ai. Mời nhân vật bí ẩn mở mặt nạ. 3, 2, 1. Xin chào. Wow. Ôi tại sao mọi người lại đứng dậy hết chào nhờ? Là đàn cha đàn chú mà phải đứng chứ. Idol. Anh cao hơn em một chút. Nhưng mà anh này đặc biệt nha, anh thích yêu người phương xa lắm. Anh không thích yêu người ở gần anh. À, yêu người phương xa. Nên anh suy nghĩ. Yêu người phương xa. Được rồi, từ. Đi về nó xa. Thôi. Thích yêu người phương xa. Xa lắm. Yêu xa. Yêu lắm, xa lắm, mà đau lắm. Anh Trúc Nhân. Sai lắm. Ôi, trời ơi, đúng rồi, rung rất nhanh nha. Yes. Anh ơi, giờ cho em hỏi anh được không? Anh biết em bao lâu rồi? Anh biết em từ lúc mà em mới nổi. Và lúc mà anh đi hát thì em còn đang đi học. Ôi, khó thích. Bây giờ anh đang tóc dài hay tóc ngắn? Không có tóc. Cậu chồng, cậu chồng. Anh ấy da rất trắng luôn. Chính xác, rất trắng. Thôi đi, những lời dối gian em không tin mọi người. Cái này thật chân cái này là thiệt. Không có tóc luôn. To con nha, không có tóc. Phải được tùng. Anh nghĩ cậu chồng. Suy nghĩ về tin mình. Anh đã đi sang Mỹ lần nào chưa? Anh có một thời gian sống ở Mỹ khoảng 3 năm. Sau đó thì anh quá yêu Việt Nam cho nên anh về Việt Nam và hát tại Việt Nam. Cái giọng nói này, cái kiểu cách nói này là có vẻ là anh Vũ Hà. Cái giọng nói này có vẻ là anh Vũ Hà. Nhưng mà anh Vũ Hà trước đây anh ở Mỹ hết ta? Đúng rồi, ngày xưa anh ở chỗ cây Tiền Giang á. Nhưng mà anh Vũ Hà là nên nhớ là đầu chọc. Tin tôi đi. Em không tin anh được anh. Thiện cảm luôn. Đây nè, không phải. Tin phát đi, không phải tóc ngắn. Không phải anh Vũ Hà. Đoán gì cho dính vô ảnh đi. Lần cuối anh gặp em là khi nào?
lần đầu anh gặp em là có lẽ là ngày hôm nay. Cho nên là anh sẽ cho em một thông tin rất là bổ ích. Anh đã từng hát trong một nhóm nhạc trước đây. Đấy. Cậu chọc. Quá dễ. Em biết nhóm mày trắng không? Ủa sao mọi người cười? Anh là cùng thời nhóm mày trắng. Ôi giật mình. Đầu trọc chơi chưa bao giờ gặp. Nhóm nhạc MTV. Em có thể phát triển theo cái hướng đấy được đấy. Nhưng mà anh em đang nghĩ tới là anh Đình Bảo. Nhưng mà anh Đình Bảo ở Mỹ mà đó. Hay là anh về lại Việt Nam rồi? Ủa anh Bảo, anh Bảo có tóc mà. Không phải. Em có bao giờ đi sang phòng thu của anh chưa? Anh thì là ca sĩ cho nên là anh không kinh doanh phòng thu. Nhưng mà anh em mình chưa bao giờ gặp nhau ở phòng thu và anh cũng chưa có một cái phòng thu nào hết. Ôi, giọng nói này rất là ít. Bác đúng không? Giọng hơi bác đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, em rất là có, không có nhiều bạn giọng như thế này đâu. Trời ơi, giả giọng rồi sao? Đúng rồi. Đâu ai nói đây là bạn em đâu. Đây là người nổi tiếng trong showbiz. Ai cũng biết. Idol. Tất cả mọi người cũng biết. Idol. Ngày xưa là tất cả ai cũng yêu thương. Và đến bây giờ kiếm tiền khủng khiếp. Ai trong nhóm nhạc ta? Trắng trèo, cậu chồng. Bự con. Vậy chỉ có anh Phan Đình Tùng thôi. Tin tôi đi. Anh Ân Hoàng Phúc cũng trong nhóm nhạc mà. Nhưng mà anh Hoàng Phúc không có cậu chồng. Mới cả hồi chiều. Tính hai cả hồi chiều quá. Trời ơi. Nhà có tiệm tóc hay gì á? Hiện tại thì anh đang sống và làm việc tại Việt Nam hay là ở nước ngoài? Hiện tại anh đang sống và làm việc tại hai nơi, đó là Hà Nội và Hồ Chí Minh. Đây, tôi sẽ bật mí. Hỏi câu một chán nha. Hai năm trời qua đi nước ngoài được đâu mà hỏi. Có vợ rồi. Có vợ rồi. Sáu múi nha. Hà Nội. Bố làm to mẹ bán bún bò. Anh Thanh Hưng ở ngoài Hà Nội nè. Nãy giờ ô hoài á. Ô hoài mà đáng sai không? Anh Thanh Hưng đâu có cạo chọc. Tin em đi, không có cạo chọc đâu, đừng có nghe ông này, không có cạo chọc. Anh này bắt đầu phá này, thiệt, anh này là mê đánh gôn. Thực ra là đầu của anh ít tóc giống như anh Trường Giang thôi chứ không có cạo chọc. Thấy chưa? Tin em không? Tin rồi, bắt đầu tin rồi ạ. Anh này mê đánh góp. Anh này mê đánh góp. Đúng rồi. Trời ơi, tôi rất là biết ít người đánh góp lắm luôn á, mà tôi sẽ không nghĩ ra được ai ta. Ở Hà Nội chứ có anh Thành Hưng nè. Có ở thành phố Hồ Chí Minh nữa mà. Anh cho em một gợi ý cuối cùng nha. Dạ. Cái nào to to tí anh. Trước đây anh đã từng để một mái tóc dài. Đúng rồi. Dạ, trước đây là ai ở ngoài Hà Nội và... Anh đã nói là anh ở hai nơi, chứ không phải cố định một nơi. Thầm đau xót nghe tình quay gót mãi xa. Không biết luôn. Nói chung là đây là một anh trai nhà siêu giàu và nổi tiếng. Có vợ, có con. Mình nhớ lại cái câu này. Anh Ân Hoàng Phúc. Ủa anh Ân Hoàng Phúc ở ngoài rồi. Ủa? Mọi người nói xạo, mọi người nói không đúng. Người ta nói gì là em tin cái đó hả? Anh cũng nói xạo mình luôn. Thì thôi. Anh nói với em 10 câu thì anh chỉ xạo em 2 câu thôi. Là 8 câu là thật. Đây là ai ạ? Đây nè, em cho anh một gợi ý cuối cùng thôi nha. Rồi. Ảnh tóc dài đúng không? Rồi. Đó, ảnh hay lấy cái khăn ảnh buộc lại. Đó, gió thổi vô dung ấm. Dung. Yêu người phương xa. Đây là ai ạ? Đừng nghe lời bàn tay. Trời ơi. Đây là kẻ địch không? Nếu ở trên đời đó đúng thì tất cả chúng ta bị phạt. Nên nhớ điều đó. Quên ha. Quên chuyện đó. Ai mà mọi người đều đứng nhìn. Rồi quá nhiều rồi. Đây là ai ạ? 5 4 3 2 1 Anh Vũ Hà. Nha. Nước mắt anh cũng trắng tinh. Có nỗi đau mà vẫn im lặng thinh. Đến lúc anh phải nắm tay người mà em sắp kêu là chồng. Thật tâm chúc phúc niềm vui ở trên thiệp hồng. Giờ đây em có lẽ rất vui. Cùng người em yêu quen xin lỗi vì
chàng đến chúc phúc cho em. Vì ngày hôm nay em có gì quyền hóa đất chúng ta đang trong tim. Người đàn ông may mắn ấy từ nay đã có em. Chỉ muốn đến đây gặp em một lần, chỉ muốn thấy em hạnh phúc thế nào rồi anh đi. Chúng ta xa mãi một người, nợ duyên đến đây mình trả hết rồi. Dù có muôn đời anh cố gắng thì vẫn không sao giữ em. Một người đã mang cả thế giới sánh đôi với tình yêu mới. Ngày em đẹp nhớ trên đời là ngày chúng ta duyên đến đây mình trả hết rồi. Nhờ duyên đến đây mình trả hết rồi. Yeah. Trời ơi. Anh Vũ A hiện tại đang ở Hải Phòng. Khải Đăng đoán không chính xác. Quá nhiều thông tin luôn. Khánh Phương đưa thông tin toàn thật không? Anh rất là muốn em đoán chúng anh, cho nên là anh đưa thông tin rất là chính xác. Đi về nơi xa, hồi nãy anh nói là mưa thủy tinh là em nhận ra rồi. Ủa chơi chị? Ủa rồi chơi chi nữa? Phát La nó là bù khăn trời ấm lắm. Rồi Thái Vũ nó là yêu người phương xa là ở bên kia bầu trời. Cái lúc mà bạn Phát La nói cái đó là Khánh Phương chỉ sợ là em nghĩ ra ngay. Đó, tới đó mà còn nghĩ ra. Nhưng mà anh, chị nghe bẻ lái liền, chị nghe bẻ lái liền. Cái khăn ấm lắm chỉ có một bài là chiếc khăn giấm thôi. Còn Vũ nó là yêu người phương xa là ở bên kia bầu trời. Trời ơi, tiếc quá. Tôi nói thiệt mà. Anh em mình nói thiệt hết đúng không? Chính xác. Trời ơi. Tại em nghĩ nhiều ạ. Cũng khen Khánh Phương hôm nay bẻ giọng tài tình ghê luôn á. Trời ơi, tại vì á giọng Khánh Phương nó mà hát bình thường là mình sẽ nhận ra liền, mà anh đầu thì rất là không đầu phải cố để mà làm như kiểu opera đó thì mới lừa được em, chứ còn nếu mà anh cất giọng là em sẽ biết ngay, cho nên là phải cố gắng như vậy. Anh phải tập mấy ngày mới được cái giọng lừa em như vậy đó. Phải nói từ đầu tới giờ cái người được nhận nhiều thông tin thật nhất đó chính là Khải Đăng. Mà không hề đoán ra nên phạt phải nặng nhất. Và bây giờ là lúc chúng ta phải dùng sức mình, vì chúng tôi sẽ dán bong bóng lên người của bạn, sau đó bạn làm vỡ hết bong bóng mà không dùng tay hoặc người khác tác động. Quá dễ luôn thiệt. Rồi chuẩn bị. Cố lên này. Không dùng tay. Dễ mà cố lên. Ok, lăn một cái là ai à? Em đâu rớt ra ngoài hết rồi. Bể, phải bể. Sao còn nhiều bóng bóng vậy? Còn 2 cái thôi, 3 cái. Để quay nè. Trời ơi. Ê, em có dắt nhà em theo hả? Trời, dưới là dữ vậy. Mà dưới nãy giờ không nhắc em anh ạ. Đâu nhắc được.